những dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị mãn kinh sớm. Mãn kinh sớm có nghĩa là khi mà các bạn mãn kinh trước cái số độ tuổi trung bình, thường là trước 40 tuổi được gọi là mãn kinh sớm. Có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên đấy là do yếu tố di truyền. Do yếu tố di truyền thì chúng ta không thể biết được đấy là khi nào thì chúng ta thực sự bị mãn kinh. Nhưng mà có một dấu chỉ điểm đấy là mẹ của các bạn ấy, nếu mà bị mãn kinh sớm thì rất có thể các bạn cũng bị mãn kinh sớm. Hãy hỏi mẹ của mình xem là mẹ có bị mãn kinh sớm hay không nhé, để chúng ta có những cái thay đổi phía sau. Bởi vì di truyền chỉ là một vấn đề thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi dựa vào cái chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình. Đúng rồi, cái nguyên nhân thứ hai đấy chính là do về cái lối sống sinh hoạt. Rất là nhiều người có lối sống sinh hoạt tĩnh tại, ít vận động, ăn rất là nhiều những đồ béo, chỉ số cơ thể BMI nó quá là cao, thì cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn tới mãn kinh sớm. Đặc biệt là vào năm 2012, dựa vào rất là nhiều tổng hợp của những cái nghiên cứu, người ta đã thấy rằng những ai mà hút thuốc ấy, kể cả hút thuốc thụ động lẫn chủ động, có thể tăng cái tình trạng mãn kinh sớm lên 1 tới 2 năm so với những người không hút thuốc. Và nữa là cái estrogen của chúng ta được dự trữ ở trong những cái mô mỡ, thì những cái người quá là gầy và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng như là ăn chay thì cũng có thể gây ra cái tình trạng mà mãn kinh sớm hơn những người khác. Cái nguyên nhân thứ ba thì rất là ít gặp thôi, đấy là cái tình trạng mà chúng ta bị rối loạn nhiễm sắc thể. Trong cái bệnh lý Turner, có nghĩa là cái bạn nữ đấy sinh ra bình thường thì chúng ta sẽ có hai nhiễm sắc thể X, nhưng những người này chỉ có một nhiễm sắc thể X thôi. Và khi bị bệnh Turner thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu như kiểu là cái buồng trứng nó sẽ bị suy rất là sớm. Và cái nguyên nhân thứ tư là có thể gặp trong những bệnh lý tự miễn. Thật ra thì bây giờ chưa có một cái nào chỉ ra, cái nghiên cứu nào chỉ ra chính xác cái cơ chế của các bệnh tự miễn gây ra mãn kinh sớm. Nhưng người ta thấy rằng ở những người mà có bị bệnh lý tuyến giáp, hoặc là những cái người mà bị viêm khớp dạng thấp ấy, thì cái thường là sẽ mãn kinh sớm hơn. Bệnh tự miễn ở đây có nghĩa là cơ thể của chúng ta nhầm tế bào của chúng ta là yếu tố gây hại, và nó sẽ tấn công những cái tế bào đấy gây ra những cái phản ứng viêm. Cái nguyên nhân thứ năm có thể là do các bạn bị phẫu thuật. Nếu như các bạn phẫu thuật mà chỉ cắt mỗi cái tử cung thôi mà còn lại hai buồng trứng thì chúng ta không xảy ra hiện tượng này. Nhưng nếu như các bạn cắt hoàn toàn cả hai buồng trứng thì chúng ta sẽ xảy ra cái hiện tượng mà mãn kinh ngay lập tức. Và nếu như lúc này có thể thì chúng ta sẽ phải bổ sung cái lượng, cái liệu pháp hormone vào để duy trì cái sức khỏe xương khớp, tim mạch cho mọi người. Và cái nguyên nhân thứ năm có thể là đang trong cái đợt cái hóa trị liệu. Khi mà cái phương pháp hóa trị liệu, hóa trị và xạ trị thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái buồng trứng và gây ra cái tình trạng mãn kinh sớm. Và cái thứ bảy đấy là do chúng ta bị suy buồng trứng sớm nguyên phát. Thật ra thì cũng không tìm được cái nguyên nhân chính xác nó là do đâu, và nó chỉ gặp ở trong khoảng 1% phụ nữ thôi. Nhưng khi gặp cái tình trạng này, đặc biệt là những người trên 40 tuổi, thì chúng ta buộc phải áp dụng cái liệu pháp hormone duy trì ít nhất là cho đến 50 tuổi để chúng ta bảo vệ được xương, khớp, não bộ và cái sức khỏe cho cơ thể. Vì mọi người biết rồi mà, estrogen nó giống như một nhạc trưởng nội tiết của chị em phụ nữ. Nó không chỉ giúp cho chúng ta cái vấn đề về kinh nguyệt hay da dẻ đâu, mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ sức khỏe nữa. Nếu như mọi người bị mãn kinh sớm thì có thể gây ra chúng ta bị loãng xương sớm hơn, chúng ta tăng cái nguy cơ bị bệnh béo phì, béo bụng, rồi chúng ta tăng nguy cơ bị bệnh lý tim mạch, vì nó tăng cholesterol dẫn dễ hình thành nên những cái mảng bám xơ vữa và rất là nhiều những cái triệu chứng sau này. Và điển hình của triệu chứng mãn kinh đấy là mọi người sẽ có những cái cơn bốc hỏa. Những cái cơn bốc hỏa nó sẽ kéo dài khoảng tầm từ 1 đến 2 phút thôi, từ ngực nó lan lên đầu và kèm theo vã mồ hôi chân tay, vã mồ hôi ở đầu nữa. Nhưng mọi người có thể thấy là tính tình của mình nóng nảy hơn, kinh nguyệt không đều hoặc có thể hoàn toàn mất kinh trong vòng 6 tới 12 tháng. Mọi người bị kèm theo là giảm ham muốn và khô âm đạo, thì đây là dấu hiệu cảnh báo mọi người đã có cái tình trạng bị mãn kinh rồi. Và nếu như có bất kỳ một cái khúc mắc gì cần được giải đáp thì mọi người đừng ngần ngại, có thể comment hoặc là inbox cho bác sĩ Hoa sẵn sàng giải đáp. Hy vọng là mọi người đã có cho mình những cái thông tin hữu ích. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.